Tin tiếp theo cho biết Hiệp hội Năng lượng không đồng tình với các tỉnh phản đối nhiệt điện than. Theo trang tin điện tử dân trí, Chủ tịch Hội Năng lượng Việt Nam đề nghị Thủ tướng Cộng sản Nguyễn Xuân Phúc ra lệnh một số tỉnh phía Nam không được phản đối các dự án nhiệt điện than bố trí tại địa phương của mình. Theo ông Trần Viết Ngãi với công nghệ tối tân sử dụng lò siêu tới hạn, thì trên siêu các nhà máy nhiệt điện than hiện tại và tương lai không gây ảnh hưởng môi trường lớn. ông ngãi cho biết là các nguồn nhiệt điện truyền thống sử dụng than, khí giữ được vai trò chủ đạo trong việc bảo đảm an ninh năng lượng điện cho đến năm 2030. tuy nhiên việc cung cấp than, khí cho phát Định đang gặp rất nhiều khó khăn. cụ thể về cung cấp than thì ông ngãi cho biết dự kiến vào năm 2020 cần có khoảng 60 triệu tấn, năm 2025 khoảng 70 triệu tấn đến năm hai ba mươi khoảng một trăm triệu tấn, trong khi khả năng cung cấp than ở trong nước chỉ đáp ứng được ba mươi cho đến ba mươi triệu tấn, nhu cầu than nhập cảng trở nên cấp bách trong khi phương án đầu tư xây dựng cảng trung chuyển than vẫn chưa được triển khai. Về các dự án điện mặt trời, thì ông ngãi cho rằng cần phải lưu ý phẩm cấp tấm pin vì nếu phẩm cấp kém, giá rẻ, tuổi thọ ngắn, thì trong ít năm tới sẽ thành phế thải gây ô nhiễm môi trường. Ông đề nghị phát triển điện phong vì tiềm năng của Việt Nam rất lớn như đã đưa tin thì nhiều tỉnh ở miền trung và nam phản đối dự án nhiệt điện vì cho rằng nhiệt điện than gây ô nhiễm môi trường đặc biệt các nhà máy sử dụng công nghệ lạc hậu của trung cộng